phát mộc hương nha mọi người nhá. 100 người vào xem. Anh Tuấn ơi, em Thủy quay cho các bác cây hoa mộc hương này, mộc tao hoa vàng nhá. Em quay sát thân mộc, chất mộc này. Anh Tuấn ơi, ta đứng cạnh cây này, rung cây thôi em cái. Da mộc này cực kỳ đẹp luôn. Bắt đầu đang về nhà mới mà mình cần set up biệt thự sân vườn, mình đang cần tìm một vài cái cây để mình trồng sân vườn thì mình có thể cân nhắc trồng cây mộc. Bây giờ chuẩn bị vào mùa mộc rồi, các bác trồng một cây này thì hoa thơm ngát cả nhà luôn. Vanh cái này là vanh của em, là vanh 14 cho đến 15. Thoát thân 1m2, da trắng mịn không tì vết này. Da trắng mịn không tì vết, trồng một cây mộc hương ở trước cửa nhà nó rất là thơm, và chốt của cây này rất là đẹp này. Chốt đều và cân đối nhé các bạn nhé. Cái chốt của cây ấy, nó rất là đều và cân đối. Và giá em Thủy bán cực kỳ hợp lý luôn. Cây này chỉ 2.5 củ bao ship. Đây, cây to đẹp, cao cây phải... Rớt ra đây thế nào. Cao cây khoảng tầm 2m8 cho đến 3m nhá. Em zoom cây một tí nhỉ, cho các bạn hình dung là tán cây rất là to. Vanh 14, thoát thân 1m2, cao cây là 2m8 cho đến 3m. Tán to, zoom, dày đẹp. Cây này chốt đẹp nhá mọi người nhá. Trồng một cây hoa mộc hương ở trước cửa nhà để lấy hương thơm. Cây này là thuộc dòng hoa cây cảnh nhá. Nhiều bạn đã không biết là cây này để làm gì thì cây này trồng để lấy hương thơm nhá. Cái vẻ đẹp làm nên cái thương hiệu cây hoa mộc hương chính là cái ở cái hương thơm của cây mộc, là hương thơm mộc mạc giản dị, hương thơm cực kỳ có chiều sâu luôn. Bác nào muốn biết được nó thơm, nó đặc biệt như nào, nó ấn tượng như thế nào thì các bạn có thể mua một cây về để trồng để trải nghiệm. Cây này là vanh 14, thoát thân 1m2, em Thủy bán giá lên xe tại vườn cho mọi người, bán giá đến nhà giao tận nhà cho mọi người là 2.5 củ thôi. Giá thì cực kỳ rẻ so với mọi năm. Mọi năm cái thằng này thì giá của nó rất là cao. Một cỡ cây này thì mọi năm thì giá nó khoảng 4 cho đến 5 triệu nhá. Nhưng mà đến bây giờ thì giá đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Cây tiếp theo này, một cái cây tán rất là to sum này mà nó thoát thân cao nhá. Cây này thoát thân cao hơn, thoát thân 1m4, vanh của nó thì khoảng 13. Đây. Cây này thì dành cho bác nào mà Lam CH hoa quanh năm à shop. Bạn Nam CH ơi, bạn cây mộc hương này một năm có 12 tháng thì nó sẽ hoa ra hoa liên tục kế tiếp nhau trong vòng 9 tháng nhá. Từ tháng 9 âm lịch đến hết tháng 3 âm. Mùa hè thì mộc hương có ra hoa hay không? Mùa hè thì mộc hương nó có ra được hoa nhưng ra hoa ít. Ra hoa rất là ít thôi. Thì hôm nào cũng ví dụ thời tiết mà chuẩn bị báo mưa thì nó sẽ ra hoa lác đác rồi thôi. Chứ còn nếu mà để ra hoa nhiều mà để được có mùi hương thơm sâu đậm thì phải là 3 tháng à được phải là 9 tháng, từ tháng 9 âm lịch đến tháng 3 âm nhá. Còn mùa hè nó ra chỉ lác đác thôi. Hoa của nó cực kỳ thơm luôn. Bác nào muốn biết thơm như nào thì các bạn mua về trải nghiệm, cho mùi thơm thì nó không thể diễn tả thành lời được. Đây. Cây này là dành cho bác nào mà thích thoát thân cao nhá. Cây này dành cho bác nào thích thoát thân cao. Cây này giá 2 củ rưỡi nhanh nhá. Cây này là vanh 13 này. Cây này là vanh 13 giá 2 củ rưỡi, thoát thân cao nhá. Còn cây kia thì thoát thân thấp hơn nên là vanh 14, thoát thân thấp hơn thì cây nó sẽ to hơn. Thoát thân 1m4 này. Cây này thì là 1m2 nhá các bạn nhá. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Hết thời rồi em, hết thời làm sao được. Nó rẻ thôi, rẻ thì tầm này khách hàng là người được hưởng lợi mà. Tầm này mà cây giá rẻ thì khách hàng sẽ là người hưởng lợi. Sẽ được mua giá rẻ. Ngày trước mua 4 triệu một cây, 15 triệu một cây, bây giờ mua giá rẻ lửa tiền thì đương nhiên là khách hàng tầm này người làm mà là người chơi thì sẽ là người hưởng lợi rồi. Cây này rất là đẹp này. Rất là to mà nó cảm giác như là hơi ngực sáng. Đây. Cây này tán rất là to đẹp nha mọi người nhá. Đo vanh đi thước đây. Thước trong ba lô này. Mang vào Sài Gòn trồng có hoa không em? Sài Gòn không trồng đâu. Sài Gòn cây này không trồng nhá, nó ra ít hoa. Và nó sẽ không có nhiều ấn tượng khi vào Sài Gòn ấy. Bởi cây này phải lạnh. Phải có sự kết hợp của cái khí hậu, nó phải hơi lạnh lạnh, hơi se, nó mới làm nên đặc biệt, cái đặc điểm của cây mộc hương. Vào Sài Gòn thì mùa hè nó vẫn ra được hoa, nó ra hoa ít. Hoa lắc đác thì nó không gây được ấn tượng sâu đậm đối với người chơi. Nên là đối với những khách khu vực Sài Gòn hoặc là miền Tây thì em vẫn khuyên là không mua mộc hương nhá. Cây này là vanh 15 này. Cây này phù hợp cho các khách ở đâu, có những bạn nào ở khu vực nào trồng được mộc hương, những bạn ở khu vực miền Bắc này, miền Trung này. Miền Trung này hoặc khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Đà Lạt, Lâm Đồng, những nơi có khó khí hậu mát mẻ lạnh thì trồng mộc hương sẽ rất là phù hợp và rất là đẹp.
Thoát thân 93, vanh 15 nhá. Ờ, đây là cây này này các bạn này. Cây này là vanh 15. Trồng Sài Gòn thì không phải nó chết đâu anh ơi, nó không thể chết nổi. Nó vẫn là phát triển bình thường. Mùa hè này, cây mộc hương là thời điểm mà cây mộc hương là lớn nhanh nhất. Trong 9 tháng, trong 12 tháng trong năm thì 9 tháng cây hoa mộc hương nó sẽ ra hoa từ tháng 9 âm đến hết tháng 3 âm. Chỉ có 3 tháng mùa hè là cây mộc hương nó không ra nhiều hoa, nó ra ít hoa, thậm chí không ra hoa. Thì nhưng mà trong 3 tháng hè này là thời gian mà cây mộc hương nó sinh trưởng tốt nhất, tốc độ lớn của nó nhanh nhất, bởi vì nó không phải ra hoa thì nó không phải nuôi hoa nữa, nó chỉ nuôi cây thôi, nên trong 3 tháng hè cây mộc hương sẽ lớn rất là nhanh. Nên là mộc hương các bạn đưa vào mùa hè, đưa vào Sài Gòn cây sẽ lớn rất là nhanh, nhưng mà hoa của nó rất là ít nha mọi người nhá. Cây mộc hương này cực kỳ to và đẹp này các bác này. Tán to, sum dày đẹp. Cây này em Thủy bán giá lên xe cho mọi người chỉ có 2.5 triệu thôi. Giá lên xe, à quên, giá giao đến tận nhà luôn đấy. Cây này em bao ship luôn nhá. Ba tay. Nó ra hoa từ tháng 10 đến tháng 5 này hết hoa, đúng rồi. Đến là tháng 10 dương đến tháng 5. Còn tính tháng âm thì sẽ ra hoa từ tháng 9 âm lịch cho đến hết tháng 3 âm. Hết 30 tháng 4, 1 tháng 5 ấy. Là nó sẽ hết mùa hoa của mộc hương. Cứ hết 30 tháng 4, 1 tháng 5. Cây này là cao cây 2m8. Tán rất là to, sum dày đẹp. Này tán rất là to nha mọi người nhá. Tán rất là to. Đấy là vừa là em ngồi xuống dưới gốc cây nó để quay cái gốc nhá. Chứ còn em đứng lên này các bác nhìn này, cái tán của nó rất là phê, tán dày kín cả màn hình điện thoại em luôn. Đây là cây rất là to nha các bạn nhá. Cây này em Thủy bán giá giao đến tận nhà cho các bác. Các bác chỉ việc ở nhà nhận cây thôi, giá 2,5 củ. Bình thường cái cỡ cây như thế này, nếu bác nào theo dõi like của em này, hoặc các bác theo dõi trong các cái hội mộc hương, hội nhóm mộc hương ấy, thì các những cái cỡ cây như thế này mọi năm giá của nó dao động từ 4 cho đến 5.5 củ. Mà giá đấy là giá chưa có ship đâu. Năm nay chỉ cách nhau có 1 năm thôi mà giá nó đã xuống nửa giá rồi. Tức là tầm này là người chơi. Tầm này người chơi là người được hưởng lợi nhá mọi người nhá. Tầm này người chơi là người hưởng lợi. Bán nhà thì không bán toàn liên thiên. Em vẫn bán cây mà, chẳng qua là mọi người bác nào mà nhiệt tình mua thì các bác sẽ tự nhắn tin vào phần tin nhắn, tin nhắn của TikTok để liên hệ mà. Em ở Văn Giang Hưng Yên nha các bác nhá. Em ở Văn Giang Hưng Yên ạ. Cây này cực kỳ to đẹp này, bác nào ưng cây này thì chốt đơn này. Cây này cái chốt cây của nó rất là đều đẹp cân đối nhá, chốt cây của nó rất là đều đẹp và cân đối luôn. Ai ưng cái này các bạn có thể nhắn tin vào phần tin nhắn TikTok, hoặc các bạn có thể để lại số điện thoại, em sẽ liên lạc ạ. Khi để lại số điện thoại thì các bác nhớ cho chữ A còng đằng trước nha, đừng bỏ số 0 đi. Ví dụ số điện thoại của bác là 09 bao nhiêu ấy, thì các bác cho thêm cái chữ, bỏ chữ số 0 thành chữ A còng đi. Quê hương của Tô Tổng, đúng rồi. Nhà của nhà em cũng gần đấy thôi. Ngay nghĩa trụ thôi mà. Em ở Văn Giang, Xuân Quan Văn Giang thì cũng gần ngay nghĩa trụ thôi. Hưng Yên thì cũng rất là vinh dự là có hẳn hai tổng bí thư ở Hưng Yên cơ. Bác Lâm thì là người thứ hai rồi, còn mà người đầu tiên thì sẽ là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Bà đứng ở bên này này. Hưng Yên quê em cũng rất là giỏi đấy. Rất là nhiều người tài. Đấy. Đây là còn phải nựa cái chỗ để đứng để mà quay được cây cơ. Này thì em đứng ở đâu? Em mà sao em trèo sang đây em đứng được? Đứng chân bên kia kìa. Chân ở bên tàu kia kìa. Đây. Ủa, cây này rất là to này. Cây này tán rất là to nhá, nhưng mà nó đang ở giáp cái vía vào rào. Đây này, quay sẽ không rõ. Con này vanh hẳn 17 nhá. Ủa, con này VIP, siêu VIP luôn. 65. Đây, vanh 17 nhá, thoát thân 65cm. Cây này giá lên xe cho các bác cũng chỉ có 2.5 triệu thôi, em bán đồng giá luôn. Cây này vanh 17 nhá. Cây này cực kỳ VIP luôn, cực kỳ to luôn đấy ạ. Tán rất là to này. Đấy mọi người thấy em quay tán này, nó bị vướng nhá. Rung rung đi. Thấy chưa? Quá là đẹp luôn. Đây này, gốc cây này. Các bác chờ một lát này. Vanh 17, thoát thân 65cm nhá. Cái này 2.5 củ thôi. Ai ưng cái này thì chốt đơn cái này cho em. Cái này cực kỳ to luôn. Bình thường cây 10 vanh 14 và em quay vanh 14 cũng đang 2.5 củ rồi, mà cây này vanh 17 em vẫn bán cho mọi người 2.5 củ. 2.5 củ nha anh Đặng Quảng nhá. Anh Đặng Quảng ơi, anh mua hàng thì anh IB vào phần số điện thoại em để đầu kênh nhá. Tán của cây này nó cực kỳ to luôn đấy ạ. Tán của loài này nó to gần gấp 2 cái tán của cây 2,5 củ vừa rồi.
Tán to gần gấp 2 luôn. Cây này bác nào mà không chốt thôi bị đáng tiếc luôn. Nó là cây to gần như là nhất vườn luôn đấy. Đây này, anh phải vén cái cây con này lại này. Đấy. Đấy, bây giờ rung đi. Đấy mọi người ơi, tán của nó cực kỳ to luôn. Mọi người thấy không? Đấy là em rung tán cho mọi người hình dung ra cái tán của nó đấy. Cây này bác nào mà không chốt hơi bị đáng tiếc luôn. Cây này mộc hương ta hoa vàng nhá. Tán của nó tán to sum dày đẹp, cao cây 3m. Vanh gốc 17 và thoát thân 65cm này. Cây này hai củ không bán đâu anh ơi. Hai củ rưỡi free ship. Tiền ship của em mất khoảng tầm 200-300k rồi. Thì tính ra thì nó cũng chỉ hơn hai củ một tí thôi. Mà vanh của nó hẳn vanh 17 mà. Có vẻ cây vanh nhỏ đâu. Cây vanh 14 em cũng đã bán giá này rồi mà. Có cây này tại vườn đồng giá. Em bán đồng giá, em mua được đồng giá, em bán đồng giá đây. Vanh cực kỳ to luôn nhá. Vanh 17 mà thân nó lạc, nó không có một cái, không có một cái lõi, cái sẹo gì luôn ấy. Nó không có lõi sẹo là các bạn nhìn này. Da nó mịn như này luôn này. Bác nào mua hàng thì IB vào số điện thoại em để đầu kênh ấy, 969162214, hoặc phần tin nhắn của TikTok. Có cây thoát thân 1.5m không bạn? Có cây thoát thân 1.4-1.5m nha bạn nhá. Bạn Vũ Trường Huy 1987 ơi, bạn mua hàng bạn IB cho mình. Có cây thoát cao nhá, có cây thoát cao. Cây thoát cao ngay đầu live mình đã phát live đấy. Bớt cho chút lấy lộc mùng 1. Anh Đặng Quảng ơi, anh mua hàng anh IB cho em đi. Anh mua hàng anh IB cho em đi, em có thể ra lộc cho một chút thôi. Nếu mà anh lấy thì thôi ra lộc cho 200k, còn 2.300.000. Ra lộc ngày mùng 1, ra lộc 200k đi, còn 2.300.000 bao ship. Đấy, 2.300.000 bao ship nhá. Đấy là giảm cho 200k là còn 2.300.000 bao ship. Cây là cực kỳ đẹp luôn, vanh 17 mà cái giá này em đưa ra giá quá hợp lý luôn. Đây. Chờ em quay hướng này nhá, cái hướng này nhìn cây nó sẽ to hơn. Ôi, chờ mình nép. Đây, cái hướng này nhìn cây nó sẽ nhìn sẽ rõ hơn này. Đây, zoom lên con này. Cây này mà không chốt thì em thật quá đáng tiếc luôn. Tán nó to như này cơ mà. Tán nó to nhá, vanh 17 tán to như thế này mà thoát 65. Cây này em vừa bán đấy, em báo là 2.500.000 bao ship, nhưng có một anh mặc cả thì em bảo là nếu mà ngày hôm nay mùng 1 thì em ra lộc cho 200k là lấy 2.300.000 bao ship. Cây cực kỳ to luôn đây này. Cây to tán nó sum như này cơ mà. Tán nó to dã man luôn ấy. Cây này tán to nhất trong tất cả các cây vừa quay luôn. Hai củ 3 bao ship. Vừa nãy là 2.500.000 đấy, thì anh ấy mặc cả là 2.300.000 đấy, thì là bảo thôi ngày hôm nay mùng 1 thì bạn nào mà chốt trước cái này ấy thì lấy 2.300.000 nhá. 2.300.000. Em sẽ ra lộc cho mọi người 200k. Đấy, nghĩa là 2.500.000 đấy. Ai ưng cái này đi, ai ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình cho em đi. Từ từ có một anh này, anh ấy chốt, đợi em nát để em gọi điện cho anh ấy đã. Từ từ. Ok anh Đặng Quảng, để em gọi điện cho anh. Không. Em gọi nháy máy cho anh một tí nhá, lát em phát live xong thì em sẽ gọi lại nhá. Để em đi em phát cây khác nhá, cây này chốt cho anh Đặng Quảng này. Em đi cây khác đây. Em nháy máy để em lưu lại số mà. Em vừa nháy máy cho anh ấy để lưu lại số. Mộc ta hoa vàng nhá các bạn nhá. Mộc nhà mình là mộc ta xịn 100% luôn. Mộc ta xịn luôn, anh Tuân bỏ cái này ra. Cái tiếp theo này. Tán sum, tán cái nào cũng sum luôn.
Có cây nào lùn lùn tán đào không? Đây các cây nó chỉ đều cỡ cây như này này, như như cỡ cây này em quay này. Cây này cũng là cây đẹp này. Cây này cũng là cây đẹp này. Nhưng mà vanh nó sẽ nhỏ hơn cái cây kia của anh một tí. Vanh bao nhiêu? Cây lạnh vanh 17 à? Cây lạnh vanh 17 này. Đây nhá, cây lạnh là vanh 17 nhá. Cây này vanh 17 thoát thân 72cm này. Vanh 17 thoát thân 72cm. Giá 2 củ rưỡi nhá. 2 củ rưỡi bao ship. Ship tận nhà luôn. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình, gửi vào số điện thoại em thì để đầu kênh nhá. 969162214 giúp em, hoặc các bác lên số điện thoại em gọi điện cho mọi người nhá. Bác nào ưng cái này các bác chụp ảnh, các bác lên số điện thoại, bỏ số 0 đi thay số 0 thành A còng nhá, A còng 9 chứ gì đấy. Bỏ số 0 thay số 0 thành chữ A còng thì nó mới hiện được số lên nhá, còn nếu đánh số 0 đánh số hẳn số điện thoại lên là nó không hiện lên comment đâu. Mọi người phải bỏ số 0 thay thành chữ A còng cho em nhá. Cái này là mộc hương ta hoa vàng. Nó sẽ ra hoa từ tháng 9 âm lịch cho đến hết tháng 3 âm. Còn nếu tính theo tháng dương thì nó sẽ ra hoa từ tháng 10 dương. Nó từ tháng 10, tháng 9 tháng dương bắt đầu nó ra hoa rồi, nhưng mà tháng 10 sẽ ra rộ hoa nhiều nhất từ tháng 10. Tháng 10 dương cho đến hết tháng 5 dương, hết 30 tháng 4 1 tháng 5 thì nó mới hết hoa. Còn các bạn ở trong khu vực miền Nam như Sài Gòn, Vũng Tàu này, Bình Dương này hoặc là miền Tây ấy, thì em vẫn khuyên là không nên mua. Có một số nhà vườn thì họ vẫn bán ở miền Nam đấy, nhưng mà nếu mà theo như cái vốn hiểu biết của em ấy thì cây này đi vào miền Nam thì nó sẽ ít hoa, thì các bạn chơi nó sẽ không đã, nó không phê. Cây này thì phải những bạn ở khu vực miền Bắc hoặc khu vực Đắk Lông, Đà Lạt, Lâm Đồng ấy, chơi nó nhiều hoa, nó ra hoa chi chít kín cả cây, dọc cả cây là toàn hoa là hoa, là mùa đông lạnh lạnh, thời tiết se se, mùa thu lạnh lạnh ấy, mở cửa ra phát là hương hoa nó cứ ngào ngạt, nó bay ở mũi ngửi nó mới phê. Chứ còn nếu mà mùa hè trời nắng nóng xong mà nó ra lác đác vài bông hoa thì nó không có một cái ấn tượng gì gọi là sâu sắc cả. À, cây này thì giá phải trả cho mọi người chỉ có 2 củ rưỡi thôi anh Nguyễn Văn Thái nhá. Có hoa vào mùa mưa, đúng rồi, bạn Nhật Tân đây, có hoa vào mùa mưa, nhưng mà mình bảo rồi mà, nó ra vào mang vào trong Sài Gòn các bạn, nó ra hoa nó không được nhiều, nó không được sai hoa như miền Bắc. Miền Bắc nó sẽ sai hoa kín hoa luôn. Và cái hương thơm của nó, hương thơm của cái cây hoa mộc hương này nó quện với cái không khí lạnh của miền Bắc thì nó tạo lên một cái điểm nhấn ấy, nó làm rất là phê, nó ngửi nó rất là phê luôn. Chứ còn mang vào miền Nam ấy thì mùa mưa thì nó ra được hoa, nhưng mà hoa của nó quện với khí hậu nóng thì nó lại không hợp. Thật, đối với thời tiết nóng, nắng nóng nó lại không hợp, vì hoa nó lại không cái, nó không bật được cái hương thơm, nó không gây được ấn tượng cho mọi người. Đây này, cây này đúng bới gốc rồi này. Cây này bới gốc mà đo sát gốc còn được 20 này các bạn này. Chưa. Tại vì nhà mình là kiểu chôn sâu ấy. Chôn sâu nhá các bạn nhá. Cây này bới gốc và đo sát gốc này. Đây này. Vanh của nó là vanh 20 nha mọi người nhá. Vanh của nó là vanh 20. Vanh 20. Cái này 17 thôi. Đéo ai đo tít. Đấy là đo sát gốc của nó, đo phía trên gốc một tí là vanh 17. Cái này mới hơn 17. Vanh 17. 17 thôi. Nếu mà đo sát gốc phải 20. Vào vùng Lâm Đồng, đúng rồi, vùng Lâm Đồng thì nói chung là khí hậu nó cũng mát mẻ thì vào đó hoa nó mới phê, chứ còn mang vào miền Nam nó hoa nó không thơm đâu. Nói thật là không thơm đâu, bởi vì có một chị khách buôn của mình ấy ở trong Vũng Tàu này, chị có nhập thử 5 cây và cuối cùng chị nhập 5 cây mộc và 5 cây trà, cuối cùng chị phải gửi mộc và gửi trà ra ngoài Bắc để nhờ mình bán hộ luôn, bởi vì vào trong đấy nó ra ít hoa lắm, nó không được như ở miền Bắc mình đâu. Hôm nọ mình mua dáng bụi vanh 6 thấp tè, vanh 6 mà 600k thì này quá đắt rồi. Nếu mà vanh 6, nếu mà các bạn mua cây mà vanh 6 mà 600k thì quá đắt. Vanh mà vanh còn đợt đầu năm mình bán cái vanh 910 mình bán có 200k. Vanh 910 mình bán có 200k mà các bạn mua vanh 6 mà 600k thì lại bị giá quá cao luôn. Cây này em Thủy bán 2 củ rưỡi free ship. 2 củ rưỡi free ship, đo sát sàn sạt gốc thì là vanh 20 mà đo trên gốc một tí thì vanh 17. Cứ nhận là vanh 17 thôi. Vanh đo sát gốc là vanh 20. Tán thì cực kỳ to và sum rồi. Cây này tán cực kỳ to và sum nha các bạn nhé. Bạn nào mua hàng thì lên số cho mình nhá, lên số phone cho mình. Bạn nào quan tâm thì lên số phone cho mình nhá. Em ở Văn Giang Hưng Yên ạ. À. A+969162214 là số điện thoại của em nhá. 969162214 là các bạn nào mua thì các bạn có thể nhắn TikTok cho mình.
Bạn nào mua các bạn có thể nhắn tin vào phần tin nhắn TikTok cho mình nhá. Nhắn tin nhắn TikTok và để lại số điện thoại của mọi người cho mình để mình lát mình sẽ gọi lại, hoặc các bạn lên số điện thoại. Cây này cực kỳ đẹp luôn, đây mình giữ máy một lúc này, rung rung đi. Tán to như này cơ mà. Vanh 17 nhá, vanh 17. Bạn Sơn Lâm 89 ấy, mình có trà nhá. Bạn mua hàng thì bạn cứ nhắn tin vào phần số điện thoại mình để đầu kênh, mình sẽ chụp ảnh các loại cây mình có, mình báo giá cho nhá. Nhà vườn Thanh Long. Nhà vườn Thanh Long ơi, bạn mua hàng thì bạn nhắn tin giá sỉ thì bạn inbox vùng kín cho mình nhá. Giá sỉ cực kỳ êm cho các sỉ nhá. Vanh bao nhiêu? Vanh con này 17 nhá các bạn nhá. Tư mã đứng đằng sau cây đấy ạ. Vanh con này là vanh 17, thoát thân 70 phân. Thoát thân 73 phân. Vanh 17 thoát thân 73 cm. Và giá lên xe cho mọi người, giá giao đến tận nhà cho mọi người, free ship, bao ship cho mọi người. Có 2,5 củ thôi, quá là hợp lý. Giá như em bán giá hợp lý nhất cho từ trước nay luôn. Ai ưng chốt đơn cho em nhá. Ai ưng chốt đơn cho em. Xong con này sang cây khác nhá. Tán con này cực kỳ to luôn. Kín cái màn hình. Cái gì? Tán con này siêu xinh luôn. Đứng bên trên kia kìa. Đứng bên nào? Đứng bên này. Đứng ở đây này. Cây tiếp theo nhá. Ui giời. Bán là cái cây là rách áo luôn. 1.5 củ thì nói thật là không làm gì được, cũng muốn bán hàng lắm chứ. Cây này cây đẹp này. Nhưng mà 17 thoát thân 80. Đây. Con này cũng vanh 17 này các bác này. Vanh 17 thoát thân 80, 100k để mình khổ thế nhỉ, 100k còn không đủ tiền gọi cái ông thợ ra đánh cây luôn. Cây này cũng là vanh 17 này các bác này. Các bác xem like thả tim thả like cho em biết mọi người ơi. Hơi ngược sáng rồi. Con này quay không nhìn không rõ, đi quay khác đi. Đứng sang bên này. Đứng sang bên này. Này các bạn thấy không? Mình bán cây này nó không như người khác bán các mặt hàng khác đâu. Bán các mặt hàng khác là người ta có phòng live thì được mạng, đường truyền mạng nó sẽ ổn định. Đây bọn em cứ đi lại thằng vườn thì gai góc. Kinh người được luôn. Tôi ở thị trấn Văn Giang bán xuống lấy luôn, bán không bán đâu bạn ơi. Bạn ở thị trấn Văn Giang thì bạn lấy thì mà bạn tự duyến lấy thì cũng phải 2 củ mới bán được nha bạn nhá. Nếu mà bạn ở thị trấn Văn Giang, bạn gần ngay nhà mình như này ấy, bạn tự đến lấy, bạn không mất tiền chở, không mất công chở, không gì cả thì 2 củ cho khách đến tận nơi. Đo lại vanh đi. Tán cực kỳ to, vanh 17 này. 70, à 80. Con này đẹp cực kỳ luôn. Con này vanh 17 thoát thân 80 phân. Cây này 2 củ rưỡi, bao ship. Con này vanh 17 này. Hai chạc này, thân này. Em phải quay sát cái thân này, các bạn mới biết là cái da mộc này. Cùng là cây mộc như nhau nhưng mà cái chất mộc khác nhau, nó đã giá đã thành nó khác nhau. Đây là chất mộc của nó cực kỳ trắng và đẹp này, em quay sát thân này. Chất mộc trắng mịn và nó cái da mộc rất là lì nhá. Nó là mộc lì, da lì là da trắng mịn, thường là lì luôn. Và nó không lỗi sẹo, không tật tiếc gì nè. Đấy, vanh 17 nè. Giá 2 củ rưỡi. Giao tận nhà cho mọi người, bao ship. Bao ship quanh miền Bắc. Bắt đầu ưng cái này thì chốt đơn, chuẩn màn hình, gửi số điện thoại em Thủy để đầu kênh là 969 162 214 giúp em. Đây. Quá là đẹp luôn. Đâu đi cây nào nữa? À, như thế, toàn thân 17 thôi. Khoai lốt cây nữa đi. Khoai lốt một cây thôi. Cây này. Đây, cây này. Cây này đi. Nó dễ quay. Cái này vanh 16 này.
Vanh 16 xuất thân 58 này, tán dày sum đẹp này. Đấy,